Diễn đàn khoa học công nghệ thông tin xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam, trong hơn 10 năm qua chúng ta đã chứng kiến sự phát triển nhảy vọt của thị trường thông tin di động. Chiếc điện thoại di động ngày nay đã trở thành một thiết bị quen thuộc với tất cả mọi người, với số lượng ước tính đã đạt trên 30 triệu người sử dụng tại Việt Nam. Song có một thực tế, dù hạ tầng cho thiết bị viễn thông được đầu tư đồng bộ và hiện đại, các thiết bị đầu cuối ngày càng trở nên thông minh, nhưng khả năng khai thác và phát triển các dịch vụ gia tăng cho thị trường đầy tiềm năng này lại là cả một vấn đề đáng bàn. Và trong diễn đàn khoa học công nghệ thông tin hôm nay, chúng tôi xin được bước đầu đề cập đến nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, đến tham dự diễn đàn khoa học công nghệ thông tin hôm nay với chủ đề nội dung số trên thiết bị di động cần một hướng đi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Trung Hải, Phó Giám đốc Thường trực Công ty Vinaphone. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Việt Nam Plus trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, một trong những đơn vị khai thác xuất bản nội dung số. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Trường Sơn, Giám đốc Công ty Felix, doanh nghiệp phát triển giải pháp công nghệ xuất bản trên thiết bị di động. Trước tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự ở diễn đàn khoa học công nghệ thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tọa đàm xin được bắt đầu với một chủ đề đầu tiên, đó là nhận diện thị trường nội dung số cho thiết bị di động tại Việt Nam hiện nay. Với 128 triệu thuê bao di động, ước tính khoảng 30 triệu người sử dụng điện thoại di động trên tổng số 87 triệu người dân, thị trường thông tin di động Việt Nam đã chạm ngưỡng bão hòa. Khi những cuộc chạy đua phát triển thuê bao đã chững, khi công nghệ 3G đã được đầu tư khá hoàn chỉnh, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến dịch vụ giá trị gia tăng. Doanh thu bình quân trên một thuê bao, một yếu tố vốn bị xem nhẹ trong thời gian dài trước đây, nay đang được nhìn nhận lại. Nội dung số cho thiết bị di động là mấu chốt nhằm thực hiện mục tiêu này. Trên nền tảng công nghệ băng thông 3G hiện đại, việc truyền tải dữ liệu số vào thiết bị di động đã trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Song, điều quan trọng nhất của dữ liệu số lại được quyết định bởi nội dung thông tin và các phần mềm phục vụ truyền tải nội dung số. Những yếu tố vẫn còn rất nghèo nàn, chưa thực sự được quan tâm và khai thác đúng với tiềm năng và cơ hội đang đặt ra. Sự nghèo nàn nằm ngay ở số lượng các phần mềm ứng dụng và khai thác nội dung số dành cho các thiết bị di động. Và tiếp đó là doanh thu từ khai thác dịch vụ nội dung trên thiết bị di động. Con số ước tính khoảng trên 10% trên tổng doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Nếu so với tỷ lệ trên 50% của các nước có điều kiện thị trường tương tự đã cho thấy điều đó. Có nhiều cái khó đang đặt ra với cả các nhà cung cấp giải pháp công nghệ, các nhà cung cấp nội dung và cả nhà mạng về phương thức phối hợp, về khai thác giá trị dịch vụ, v.v. Làm sao để các dịch vụ nội dung số phát triển, cùng với đó là tương lai ngành công nghiệp nội dung số? Đó là cả một vấn đề lớn đặt ra với một thị trường với trên 30 triệu người dùng điện thoại di động, một con số mơ ước với tất cả các doanh nghiệp. Chiếc điện thoại di động bé nhỏ trong lòng tay nhưng đang ẩn chứa những cơ hội khổng lồ nếu biết khai thác giá trị từ dịch vụ gia tăng mà nội dung số là nền tảng. Thưa quý vị khách mời, chúng ta vừa đưa ra những nhận định chủ quan về thị trường nội dung số cho một loại thiết bị đặc thù là điện thoại di động. Rõ ràng với trên 30 triệu người sử dụng điện thoại di động, đây là một thị trường đầy tiềm năng và cơ hội phát triển. Như phóng sự đã nhận định thì chiếc điện thoại di động trong lòng tay đang tạo một xu hướng mới về truyền thông đại chúng đa phương tiện. Xin hỏi suy nghĩ của các ông về vấn đề này. Trước tiên xin được trao đổi với ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Việt Nam Plus, một trong những người tâm huyết với ý tưởng phát triển loại hình báo điện tử trên điện thoại di động. Trước hết chúng ta nói về thiết bị di động thì chúng ta nên mở rộng, nó không chỉ là chiếc điện thoại di động mà nó còn là tất cả các thiết bị mà chúng ta có thể di động mang theo được, ví dụ như là máy tính bảng. Có thể nói rằng là nếu mà ở góc độ kể cả là người sử dụng, người tiêu dùng cũng như là của người sản xuất nội dung, thì chúng ta nhìn nhận những thiết bị di động như một cái nền tảng có những cái ưu thế đặc biệt so với các phương tiện truyền thông khác. Ví dụ như là tờ báo nhỏ chúng ta có thể cầm đi nơi này nơi kia, nhưng mà căng tờ báo ra nó cũng có những cái bất tiện. Hay là cái tivi chúng ta không thể ôm đi khắp nơi được, mặc dù nó có những cái hình ảnh sống động. Hay là chiếc máy tính, dù là máy PC hay thậm chí là chiếc laptop, không phải lúc nào mà chúng ta mở ra để theo dõi thông tin cũng thật là tiện lợi. Tuy nhiên các thiết bị di động thì hoàn toàn khác.
có thể mọi nơi, mọi lúc. Và điều quan trọng là cái tính cá nhân hóa của nó rất là cao. Đặc biệt là các thiết bị như là điện thoại di động, mỗi người sẽ chỉ sử dụng một chiếc điện thoại của riêng mình. Tuy nhiên điều đáng nói là nó với một cái thị trường lớn như thế, với 30 triệu người sử dụng thì thực sự rất là tiềm năng. Với các thiết bị di động thì cái khả năng để lan tỏa đến với số đông là rất lớn, mà thậm chí không chỉ là khán giả người sử dụng ở trong nước mà thậm chí là ở nước ngoài. Thì đây thực sự là một cái cơ hội rất lớn cho những người làm nội dung như chúng tôi. Vâng, xin được trao đổi ông Hoàng Trung Hải, Phó Giám đốc Thường trực Vinaphone, là đại diện một trong ba nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông di động lớn nhất Việt Nam. Thì ông có suy nghĩ gì về thị trường này? Về thị trường thông tin di động, chúng ta cũng thể suy nghĩ rằng trong hơn 10 năm qua, từ khi chúng ta có mạng thông tin di động đầu tiên thế hệ 2G và đến nay thế hệ 3G mới đưa cách đây được gần 3 năm, thì phải đấy là cái tốc độ phát triển cái thông tin di động rất là nhanh. Chúng ta đến đây mà nói là so với thế giới chúng ta ngang bằng các nước thế giới về mức độ sử dụng cái thông tin di động. Phải nói cái sự tiện ích của cái điện thoại di động cực kỳ tiện ích cho mọi người dân. Do vậy cái việc mà đầu tư thông tin di động phụ thoại đã tốt rồi, mà gần đây chúng ta đưa cái 3G đấy, thì mục đích chúng ta đưa 3G là chúng ta để khai thác cái dịch vụ phi thoại data, dịch vụ data. Thế nhưng mà nói là muốn để có cái dịch vụ data ấy, thì trong mấy năm vừa qua chúng ta đưa vào thì tốc độ phát triển của data so với cái mà điện thoại voice đấy chúng ta dùng ấy, thì vẫn còn chậm. Đến giờ nói thì tốc độ vẫn còn chậm, cái sử dụng vẫn còn chậm. Do vậy cái việc mà các nhà mạng đầu tư một số lượng lớn đây thì đang tìm cách làm thế nào để phát triển cái dịch vụ này trên cái nền cái 3G. Vì cái 3G giờ là rất tốt rồi, và trong vòng một vài năm nữa chúng ta còn tiến tới đấy là 4G để các nước ta tiến tới. Do vậy cái việc tận dụng làm thế nào đó mà tận dụng được cái khả năng cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ của mạng chúng ta rất lớn. Thì được cái việc mà cái các nhà cung cấp nội dung ấy, muốn đưa cái truyền tải nội dung dùng cái công nghệ 3G cùng cái công nghệ thiết bị điện thoại di động mà đưa truyền tải cái nội dung của báo này, có cái thông tin, thì tôi thấy cái việc làm quá tốt. Vâng, còn ý kiến ông Bùi Trường Sơn ạ, xin ông có thể cho biết những đánh giá về xu hướng và tiềm năng của thị trường nội dung số trên điện thoại di động từ góc độ của một doanh nghiệp sản xuất giải pháp công nghệ cho nội dung số. Trên thế giới thì các cái dịch vụ trên thiết bị di động vô cùng phát triển. Chúng ta lấy một cái ví dụ rất rõ ràng là Nhật Bản. Cái doanh thu của nhà mạng viễn thông đến từ các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền điện thoại di động là chiếm đa số. Ở Việt Nam thì dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet cũng đã vô cùng phát triển. Gần đây nhất chúng ta thấy rõ là sự phát triển ồ ạt của các dạng IPTV. Thế thì khi hai cái miền này nó giao thoa với nhau thì chúng ta thấy rõ là thiết bị di động sẽ trở thành một cái vật mang giá trị gia tăng, là đương nhiên là nó sẽ phát triển. Tuy nhiên là bên cạnh có sự phát triển rất tốt về hạ tầng của nhà mạng, bên cạnh sự sẵn sàng của nội dung, thì các nhà phát triển phần mềm hay ứng dụng hay dịch vụ nói chung đều phải tìm cho mình một cái nội dung thực sự là phù hợp mà người dùng chấp nhận, thì lúc đó mới có sự tồn tại. Hiện nay thì các cái giải pháp ở trong nước, các công ty công nghệ thông tin trong nước đều đã rất sẵn sàng, và rất nhiều công ty trong đó đang cung cấp dịch vụ cho chính các hãng viễn thông ở nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi thị trường Việt Nam đang phát triển đến mức này thì đây chính là cái cơ hội rất lớn cho tất cả những vị đấy để hòa chung vào cái sự phát triển của mạng viễn thông. Xin được cảm ơn những đánh giá bước đầu về nhận diện thị trường nội dung số của ba vị khách mời. Và rõ ràng vẫn còn nhiều ý kiến, nhiều chiều liên quan đến vấn đề nội dung số hiện nay. Và để tiếp tục chương trình tọa đàm này thì chúng ta sẽ cùng đặt ra chủ đề là về thực trạng và giải pháp công nghệ cho nội dung số. Thưa ông Minh ạ, chúng ta vừa có những ý kiến đầu tiên về đánh giá về tiềm năng và thực trạng của thị trường nội dung số trên điện thoại di động. Khái niệm nội dung số cho thị trường này có thể hiểu theo nhiều góc độ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực xuất bản nội dung số cho điện thoại di động, với kinh nghiệm nhiều năm qua, thì Vietnam Plus, ông đánh giá gì về sự phát triển của loại hình này? Có thể nói là trên thế giới thì cái xu hướng tạo nội dung số cho các thiết bị di động thực ra cũng là mới mẻ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái sự mới mẻ này tôi cảm nhận là cũng chưa được quan tâm một cách đúng mức. Chúng ta dường như vẫn có thái độ chờ xem xu hướng thế giới đi như thế nào rồi là nhiều đơn vị trong nước mới theo thì phải. Tại sao lại phải chờ như vậy, trong khi cái nội dung số tôi thấy là
nếu mình cảm nhận được, đúng không? Mình khi mình sử dụng điện thoại di động, mình cảm nhận được là những cái đấy nó rất là tiện ích cho bản thân mình. Bản thân các nhà cung cấp, thí dụ như là các đơn vị thông tin hay là các nhà cung cấp nội dung, thì ngay cái chuyện chuyển hóa từ nội dung bản in hay là các cái phương tiện truyền thống như là TV, radio lên các cái hệ của Internet cũng còn chưa chuẩn, chưa nói là chuyện áp dụng trên điện thoại di động, hoặc là họ chỉ thuần túy là đưa những nội dung họ đang có lên một nền tảng mới, chứ không có cái sự cắt xén, sửa đổi, biên tập lại cho phù hợp với cái môi trường mới và cái độc giả của cái môi trường đó. Tuy nhiên là có những cái đơn vị cũng đã manh nha, cũng đã cố gắng nỗ lực tìm hiểu và cũng đi trước một số bước trong lĩnh vực này. Biến chiếc điện thoại di động trở thành một kênh truyền thông đại chúng đang là một xu hướng tất yếu. Chúng tôi xin được nhấn mạnh lại con số trên 30 triệu người sử dụng điện thoại di động, một con số đầy mơ ước cho bất kỳ doanh nghiệp mà khai thác nội dung nào. Thưa ông Sơn ạ, là một trong những người đã sớm phát triển giải pháp công nghệ xuất bản trên điện thoại di động, ông có thể cho biết những cái suy nghĩ khi tham gia thị trường này. Theo nhận định của chúng tôi thì ở Việt Nam và các nước đang phát triển nói chung thì đều gặp một vấn đề, đó là chúng ta có rất đa dạng chủng loại thiết bị. Thế giới đang nói rất nhiều về smartphone, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng với tất cả các nước. Khi chọn một cái giải pháp ở Việt Nam thì đặc biệt là những giải pháp để phục vụ truyền thông đại chúng thì phải đúng nghĩa truyền thông đại chúng là phải phục vụ được số đông. Nghĩa là công nghệ được lựa chọn phải thực sự phù hợp với môi trường. Việt Nam có một đặc thù là chủng loại thiết bị di động vô cùng phong phú, bởi vì như anh Minh lúc nãy cũng vừa nói là nếu như ở nước ngoài thì nhà mạng gần như là kiểm soát phần lớn các thiết bị phát hành. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều kênh để người dùng có thể mua thiết bị. Tuy vậy, mặc dù có nhiều khó khăn hơn so với khi triển khai các thị trường khác, thì chúng tôi vẫn rất tin tưởng là thị trường Việt Nam với sự kết hợp của các đơn vị, các nhà phát hành, các nhà sản xuất điện thoại, đặc biệt là các nhà mạng và các đơn vị sản xuất nội dung, thì chúng ta có thể xây dựng nên một cái nền công nghiệp nội dung số mang tính rất đặc thù địa phương và mạnh mẽ. Cái điểm khó khăn này đôi khi lại trở thành điểm lợi, là nó là một cái rào cản tự nhiên khi các hãng nước ngoài khi vào Việt Nam để mà có thể thích ứng được. Tháng 8 năm 2009, nền tảng xuất bản thông tin trên thiết bị di động đầu tiên đã được công ty Felix và ePI cho ra đời với ứng dụng đọc tin báo mới Mobi 1.0. Cuộc chơi tìm một nền tảng ứng dụng trên điện thoại di động là một thử thách lớn. Đặc điểm nổi bật của thị trường thiết bị di động tại Việt Nam là sự đa dạng, phức tạp của các thiết bị. Theo các thống kê, có hơn 2.500 dòng thiết bị di động cầm tay khác nhau trên thị trường trong nước. Mỗi một loại thiết bị lại cần một phiên bản riêng để có thể hoạt động ổn định với hiệu năng cao. Vượt qua những thách thức về công nghệ đó, mỗi năm nền tảng xuất bản thông tin mà Felix và ePI xây dựng tiếp tục được nâng cấp. Đến nay đã sang thế hệ 3. Từ việc đáp ứng khả năng hỗ trợ gần như tất cả các dòng điện thoại phổ thông sử dụng Java, đến nay ứng dụng báo mới Mobi đã có mặt trên BlackBerry, Android và sắp tới là iPhone và Windows Phone. 3G MPP, giải pháp công nghệ của thế hệ 3 này được đánh giá là đủ khả năng trở thành nền tảng công nghệ cho một phương tiện truyền thông mới, hỗ trợ việc xuất bản trực tuyến thông tin đa phương tiện cho hầu hết các thiết bị di động cầm tay với kết nối từ 2G trở lên, cung cấp nội dung đa phương tiện dưới dạng text, ảnh và âm thanh với chi phí thấp theo yêu cầu của người dùng. Nhưng những giải pháp công nghệ chỉ là công cụ. Yếu tố quyết định nhất vẫn phải là chất lượng nội dung được truyền tải đến với người sử dụng dịch vụ, cũng như sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động với công nghệ. Chỉ khi nào có sự phối hợp hiệu quả giữa nhà mạng, nhà cung cấp công nghệ và nhà cung cấp nội dung, những giải pháp công nghệ như 3G MPP mới khai thác được hết năng lực để thực hiện được ý tưởng đề ra, biến chiếc điện thoại di động trở thành một phương tiện truyền thông đa phương tiện, phục vụ lợi ích của người dùng. Thưa ông Hoàng Trung Hải, ông vừa được nghe những ý kiến trao đổi của ông Sơn cũng như là ông Minh. Vậy thì ông có thể cho khán giả truyền hình Hà Nội được biết là cái vai trò của nhà mạng như thế nào trong việc hỗ trợ cũng như giúp đỡ những nhà cung cấp dịch vụ nội dung? Tôi phải nói rằng là hiện nay mà nói với công nghệ 3G hiện nay chúng ta đang làm thì cái năng lực của nó rất nhiều để truyền tải cái nội dung số nhiều lắm. Cho nên các nhà mạng hiện nay đang đầu tư tập trung vào gọi là VAT, giá trị gia tăng, nghiên cứu làm thế nào đó đưa giá trị gia tăng nhiều vào
để cho người ta sử dụng nhiều, tăng được doanh thu, tính hiệu quả của cái đầu tư 3G. Thì hiện nay bất cứ một nhà mạng nào, vì chúng tôi là một trong ba cái nhà khai thác lớn nhất Việt Nam, đều đang làm đấy, đều có tìm mọi biện pháp là để cho người ta dân sử dụng. Thì còn cái việc định hướng trong cái việc mà dùng thông tin quảng bá truyền thông đưa vào mạng di động ấy, thì cái ý tưởng của các nhà cung cấp nội dung tôi nghĩ rất là quan trọng. Phối hợp với các nhà mạng thì chúng tôi tìm cách làm nào đó để cái việc mà sử dụng cái máy di động để làm cái phương tiện để cho những người dân người ta sử dụng tiện nhất. Nhà mạng như ông Hải nói là trở thành một phương tiện truyền tải, thì tôi nghĩ rằng là ông Hải nói thế là vẫn còn rất khiêm tốn. Thực ra nhà mạng là người quyết định được rằng cái một cái sản phẩm đó có thể trở nên đủ quy mô để nó thành hình và phát triển hay không. Nó vượt được một cái ngưỡng nào đó thì nó tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhưng nếu dưới ngưỡng thì nó sẽ suy giảm. Vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ rằng là nhà mạng cũng đóng một vai trò rất quan trọng, đó là giúp cho những công nghệ mới, giúp cho những cái sản phẩm mới có thể được sự tiếp nhận của xã hội. Có những sản phẩm rất hay nhưng ra đời rất lâu, và đến khi mà xã hội không biết đến nó thì cái công nghệ đấy có thể trở nên lạc hậu và biến mất, cho dù công nghệ đó rất phù hợp tại thời điểm nó làm ra. Tôi cũng xin bổ sung một cái ý là trước đây có cái xu hướng là ví dụ như là nhà mạng vì đã quản lý được một hệ thống rất là lớn thì bèn tự tạo nội dung. Nhưng tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện nay thì có hai yếu tố quan trọng. Một là tính chuyên biệt hóa, tức là mỗi người chuyên môn về việc nào thì mình sẽ tập trung vào việc đó. Và thứ hai là đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên liên quan. Nếu có sự hợp tác của bên nhà mạng là cái hạ tầng rất là lớn, quy mô rất là lớn, nếu có công nghệ rất là tiên tiến và lại có nội dung phù hợp, thì tôi chắc chắn là một cái sự hợp tác giữa các bên như vậy sẽ vừa có lợi cho các bên liên quan và điều quan trọng nhất là có lợi cho người dùng. Như chúng ta đều thấy, dù là một cái chiếc máy chỉ vài trăm ngàn cho đến những chiếc máy rất là đắt tiền thì truy cập thông tin lúc nào cũng được. Như ông Minh, ông Sơn nói thì tôi cũng rất hoàn toàn nhất trí với ý kiến các hai ông phát biểu. Cái việc mà nhà mạng đấy, không, trước đây đúng như ông Minh nói, nhà mạng có thể tự động chủ làm chủ, anh đưa các dịch vụ của anh ra. Nhưng bây giờ nhà mạng không thể làm nổi những việc cái đó. Anh có thể đầy đủ phương tiện mạng lưới rất tốt, nhưng mà để các nội dung số, các nội dung của giá trị gia tăng là phải có nhiều người, thậm chí các doanh nghiệp ngoài, các tổ chức, thậm chí cá nhân người ta có những cái một cái tổ chức nào đó mà được phép, người ta vẫn đưa, người ta dùng cái phương tiện thông tin của cái nhà mạng người ta đưa vào. Thì tôi thấy cái việc này là hiện nay chúng ta đang đi theo hướng, chúng tôi có những cái những doanh nghiệp, các đơn vị mà kết hợp chúng tôi để đưa những cái thông tin cần thiết. Do vậy cái việc mà như chúng ta làm việc mà đưa cái media điện báo điện tử lên thì phải chúng tôi là có điều kiện thì bên các nhà cung cấp nội dung cùng phối hợp được thì chúng ta làm tốt được đó. Và đúng như ông Sơn nói, làm thế nào đó cái người sử dụng người ta quyết định được cái dịch vụ đó sống hay không sống, kỹ thuật đó, khả năng đó còn tồn tại không tồn tại, thì cái việc là trách nhiệm của người nội dung, trách nhiệm của nhà mạng thì trách nhiệm những người kỹ thuật phải có phối hợp với nhau được để làm cho nó cái phát triển cái dịch vụ lên được. Ông Sơn ạ, ông có thể cho khán giả truyền hình được biết là cho đến nay nền tảng này của các ông đã phát triển như thế nào, nó có những hạn chế và khó khăn gì? Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhận định rằng là khó khăn thì tôi nghĩ là có lẽ chúng ta gọi nó là thách thức hơn là khó khăn. Thì trong nhận định của chúng tôi thì có lẽ cái khó khăn, cái thách thức đầu tiên đó là sự cạnh tranh. Nghe thì không mới, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng là hiện nay các nước đang phát triển, đã phát triển như Nhật Bản, họ sở hữu một lượng nội dung số khổng lồ, họ có rất nhiều kinh nghiệm triển khai các dịch vụ. Gần đây nhất là NTT của Nhật Bản xin phép được cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông của Việt Nam, cho dù họ không phải là một nhà mạng, để chúng ta thấy rằng là họ rất sẵn sàng để làm chuyện đó và họ có rất nhiều kinh nghiệm. Vậy thì làm sao các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh một cách song phẳng với một các doanh nghiệp nước ngoài, thì đấy chính là một cái thách thức. Cái thách thức thứ hai thì tôi nghĩ là như tôi nói là cái thách thức đó cũng có thể là ưu thế, là thiết bị, chủng loại thiết bị của chúng ta rất là đa dạng, thì không phải một nhà cung cấp dịch vụ nội dung nước ngoài nào khi bước chân vào thị trường có thể ngay lập tức là thỏa mãn được các yêu cầu của người Việt. Cảm ơn những thông tin hữu ích của ba vị khách mời. Chúng tôi xin được tiếp tục diễn đàn này vào chương trình tuần sau. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.